Trong những năm vừa qua, người chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản chủ yếu sử dụng thức ăn công nghiệp và thuốc kháng sinh trong chăm sóc và phòng trị bệnh. Do áp lực thâm canh, tăng năng suất, mặt khác, thức ăn công nghiệp sử dụng tiện lợi và tác động nhanh đến sinh trưởng và phát triển của vật nuôi. Tuy nhiên, việc lạm dụng kháng sinh và hóa chất sẽ làm cho chất lượng của vật nuôi không cao, ô nhiễm môi trường và khó có thể xuất khẩu với sản lượng lớn. Bên cạnh đó, trước yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng đối với các mặt hàng thực phẩm là phải an toàn, chất lượng, đòi hỏi người chăn nuôi phải tăng cường các biện pháp phòng bệnh nhằm hạn chế dư lượng các loại hóa chất và kháng sinh trong sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của thị trường, nhất là thị trường quốc tế. Vì vậy, các phương pháp thay thế rất cần được sử dụng để duy trì một môi trường bền vững, đảm bảo sức khỏe cho vật nuôi, mà trong đó sử dụng chế phẩm sinh học được coi là một tiến bộ khoa học kỹ thuật, tạo được sự an toàn về môi trường cũng như an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng. Với thành phố Hà Nội, thì trong nhiều năm nay, Trung tâm Khuyến nông và các đơn vị trực thuộc đã xây dựng các cái mô hình để ứng dụng về công nghệ sinh học cũng như là chăn nuôi thảo dược. Và cái việc xây dựng mô hình này thì để mà tồn tại bền vững sẽ tổ chức gắn theo chuỗi giá trị để đến khâu sơ chế, chế biến, đóng gói và xây dựng nhãn hiệu để cho ra sản phẩm. Thì với những cái mô hình cách làm như vậy đều phát triển một cách bền vững và cái việc mở rộng tới cái thị trường cũng như là đáp ứng những cái nhu cầu cao cấp của người tiêu dùng thủ đô. Thế và cái việc nhân rộng nó ra thì cũng đáp ứng những cái nhu cầu về tiêu dùng thực phẩm an toàn rộng rãi cho người dân. Tình trạng phổ biến hiện nay là người dân sử dụng chế phẩm sinh học theo hướng dẫn của người bán hàng và nhãn mác sản phẩm mà chưa có định hướng, chưa được tập huấn bài bản về tác dụng của chế phẩm sinh học, cách thức sử dụng cho phù hợp với từng đối tượng vật nuôi. Cùng với đó, người dân cũng rất ít có cơ hội được tiếp cận, tìm hiểu về các mô hình chăn nuôi thủy sản sử dụng chế phẩm sinh học. Nguyên nhân chính là do người dân còn thiếu thông tin, tự tìm kiếm thông tin không chính xác, sử dụng chế phẩm sinh học không đồng bộ từ đầu vụ nuôi, ý thức phòng bệnh chưa cao, chỉ sử dụng khi đã xảy ra dịch bệnh. Nắm bắt được nhu cầu thiết thực của người dân, với vai trò của mình, những năm qua Trung tâm Khuyến nông Hà Nội đã xây dựng và triển khai nhiều dạng mô hình về chăn nuôi thủy sản có sử dụng chế phẩm sinh học, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trên địa bàn thành phố. Các mô hình nuôi gà bằng thảo dược được Trung tâm Khuyến nông Hà Nội triển khai với quy mô 50.000 con, với 61 hộ tham gia tại 5 huyện Quốc Oai, Thạch Thất, Sóc Sơn, Ba Vì và thị xã Sơn Tây. Chị Cấn Thị Cảnh là một trong những hộ gia đình tham gia mô hình ở huyện Quốc Oai cho biết, từ khi được ứng dụng thảo dược trong chăn nuôi, đàn gà nhà chị đã có sự thay đổi rất nhiều. Tỷ lệ sống đạt trên 95%, đàn gà gần như hoàn toàn không phải sử dụng kháng sinh, nên chắc chắn chất lượng thịt sẽ thơm ngon hơn nhiều. Bây giờ tôi được sử dụng vào phương pháp thảo dược của Trung tâm Khuyến nông huyện Quốc Oai hỗ trợ. Tôi thấy con gà nó cũng có phát triển nhanh hơn. Tỷ lệ lúc úm thì đạt rất là cao so với ngày trước tôi nuôi thông thường. Tỷ lệ đạt đến 95%. Và con gà trong suốt quá trình nuôi thì cảm thấy nó rất là khỏe mạnh. Và trong quá trình nuôi thì tôi phải ít khi phải dùng kháng sinh, nên sản phẩm chất lượng thịt thơm ngon hơn. Cách dùng thảo dược cho gà cũng rất đơn giản. Bà con chỉ cần sử dụng 1 lít thảo dược Rivotas pha với nước, mỗi ngày cho gà uống 1 lần, sử dụng liên tục trong quá trình nuôi. Ngoài ra, có thể bổ sung nước gừng, tỏi, phòng bệnh cúm khi thời tiết thay đổi, và còn có tác dụng tẩy giun rất tốt cho gà. Cách sử dụng như sau. 1 lít chế phẩm thảo dược Livotat với 2.000 lít nước cho gà uống bổ sung hàng ngày. Bổ sung nước gừng tỏi cho gà uống 2 lần một tuần. Bên cạnh các mô hình chăn nuôi, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội cũng đã triển khai mô hình nuôi trồng thủy sản theo Việt Gáp sử dụng chế phẩm sinh học với quy mô 25 ha tại 5 huyện Ứng Hòa, Chương Mỹ, Phú Xuyên, Ba Vì, Mỹ Đức. Mô hình đã cấp 375.000 con cá chép giống V1. Cán bộ kỹ thuật đã hướng dẫn bà con sử dụng chế phẩm sinh học định kỳ trong quá trình nuôi nhằm xử lý môi trường nước, tái tạo vi khuẩn có lợi trong ao nuôi, phân hủy bùn bã hữu cơ, nâng cao sức đề kháng của đàn cá, phòng trừ dịch bệnh trong quá trình nuôi.
Trong quá trình triển khai thì chúng tôi đã hướng dẫn cho bà con là sử dụng chế phẩm xử lý môi trường nước bằng AquaGLS. Chế phẩm này sẽ giúp cho là phân hủy đáy, cải tạo môi trường nước, ổn định các yếu tố môi trường, giảm hàm lượng khí độc trong môi trường nước. Từ đó giúp cho là duy trì cái môi trường nước luôn ở ngưỡng cho phép để cho cá sinh trưởng và phát triển tốt. Đối với thảo dược thì các bác có thể phối trộn bằng cách là xay tỏi tươi trộn với lại chế phẩm EM cộng với rỉ mật đường, cộng với lại giấm và ngâm ủ trong 7 đến 10 ngày có thể rút ra để cho cá ăn với tỷ lệ là một thìa thức ăn cái nước rỉ mật đấy trộn với lại 10 kg cám cho cá ăn định kỳ. Ông Nguyễn Duy Hùng ở xã Trung Tú, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội có 16.000 m2 mặt nước nuôi trồng thủy sản. Theo sự hướng dẫn của các kỹ sư Trung tâm Khuyến nông Hà Nội, ngoài việc xử lý môi trường nước bằng chế phẩm sinh học theo định kỳ, ông đã chế biến chế phẩm sinh học để trộn vào thức ăn cho cá bằng tỏi ủ với chế phẩm EM để lên men, sau đó trộn cho cá ăn. Cá tăng trưởng rất tốt. Thực sự ra mà nếu như là mình sử dụng cái chế phẩm sinh học nhiều này thì cái khả năng mà tăng trọng con cá nó lên rất cao. Tức là nó bằng thảo dược mà con cá là thấy, nếu như gần đây, nếu ở quanh khu đấy thì tôi là nuôi bằng cái tỏi đấy thì thấy con cá nó phát triển ra. Thế con chép đấy ở trung tâm cấp là đúng là đến bây giờ là hôm nay được 5 tháng mấy ngày đấy. Nhưng mà lúc cấp là 155 con, nhưng bây giờ con to là có con tới 2 cân. Con to đấy, nhưng mà con bình quân thì nó vào cái cân 2, cân 3, như thế là vào gần 3 lạng một tháng, thì là lên là ác đấy. Qua kết quả trên, có thể thấy tầm quan trọng và hiệu quả của chế phẩm sinh học và thảo dược trong sản xuất nông nghiệp nói chung và chăn nuôi thủy sản nói riêng. Các mô hình này có những ưu điểm nổi bật. Tăng hiệu quả sử dụng thức ăn, vật nuôi mau lớn, rút ngắn thời gian nuôi, tăng tỷ lệ sống và tăng năng suất, giảm sử dụng thuốc kháng sinh, tạo ra sản phẩm an toàn, chất lượng, bảo vệ môi trường. Có thể khẳng định, việc ứng dụng chế phẩm sinh học và thảo dược sẽ làm tăng hiệu quả kinh tế nông nghiệp, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp, đồng thời đóng góp vào việc cung cấp các sản phẩm an toàn phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng. Nông nghiệp sạch không chỉ giúp nông dân tăng thu nhập, giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm mà còn đưa người nông dân tới gần hơn với nền sản xuất hiện đại, tạo nền tảng cho nông nghiệp phát triển, hướng tới xây dựng nông thôn mới bền vững.